niềm tin ánh sáng niềm tin ánh sáng Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh giao thông quốc gia tần số 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Mở đầu chương trình là thông tin về một số phát minh mới trên thế giới dành cho người khiếm thị. Tiếp theo chương trình là không khí của ngày làm việc nhân dịp đầu xuân mới của những nhân viên khiếm thị tại một cơ sở tẩm quất trên đường Hồng Hà, quận Ba Đình. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với gia cảnh khó khăn của anh Lô Văn Tân, hội viên Hội người mù huyện miền núi Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những nội dung chi tiết. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số phát minh mới trên thế giới dành cho người khiếm thị. Đầu tiên là thông tin về cuốn từ điển bằng âm thanh dành cho những người khiếm thị được phát minh bởi các nhà khoa học đến từ Cuba. Trung tâm ngôn ngữ học ứng dụng Santiago của Cuba hiện đang tiến hành biên soạn cuốn từ điển bằng âm thanh đầu tiên dành cho người khiếm thị tại quốc đảo Caribe này. Ông Leonel Ruiz, giám đốc CLAS cho biết bộ từ điển đặc biệt này có khoảng 12.000 từ bằng tiếng Tây Ban Nha có chú trọng những đặc trưng của thổ ngữ tại Cuba và sẽ được hoàn thành trong tháng 6 tới. Để đảm bảo tiêu chí về phát âm, Trung tâm Ngôn ngữ học ứng dụng Santiago đã mời chuyên gia của một số đài phát thanh tại các địa phương khác nhau trợ giúp. Theo ông Ruiz, đây cũng là từ điển âm thanh đầu tiên của các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ Latin, do đó sẽ không chỉ hữu ích cho việc học tập của người khiếm thị Cuba mà cũng góp phần làm thuận lợi hơn cho sự giao lưu trao đổi giữa cộng đồng người khiếm thị tại Mỹ Latin. Cuba rất chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho người khiếm thị và hiện tại tất cả 15 tỉnh thành và huyện đảo đặc biệt của quốc gia Caribe này đều có trường dành riêng cho người khiếm thị. Ngoài ra cả nước cũng có 124 phòng đọc hoặc thư viện dành riêng cho người mù. Từ năm 1979 tới nay hơn 4.000 người khiếm thị tại Cuba đã được học đọc, học viết và học ngành nghề chuyên môn miễn phí thông qua hệ thống chữ viết Braille. Tiếp theo là thông tin về sản phẩm Ochem. Liat Nerin, một người dân Israel bị khiếm thị từ nhỏ, bước vào cửa hàng tạp hóa, chọn một hộp rau củ và dễ dàng đọc nhãn mắc sản phẩm thông qua một chiếc camera nhỏ, đơn giản và kín đáo được gắn vào cặp kính của chị. Chị Nerin bị khuyết tật ở mắt, một dị tật bẩm sinh ảnh hưởng vào vùng mắt, với tỷ lệ nhiễm là một trong số một vạn người. Hiện nay, chị đang là nhân viên của công ty Orkham. Công ty khởi nghiệp Israel đã phát minh ra hệ thống dựa vào camera nhằm giúp những người khiếm thị có khả năng đọc và đi lại dễ dàng. Cho đến bây giờ, những thiết bị hỗ trợ đọc cho người khiếm thị đã được liên tục ra đời và chỉ dừng lại ở các thiết bị cầm kênh và chỉ hoạt động trong các môi trường hạn chế hoặc gần đây hơn là các ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh với các tính năng hạn chế. Tuy nhiên, Okem đã cho ra đời một thiết bị camera nhỏ có thể sử dụng như Google Glass, được kết nối với một dây cáp nhỏ nối tới một máy tính nhỏ, được thiết kế vừa túi người sử dụng. Hệ thống này được gắn vào kính của người sử dụng bằng một nam châm nhỏ và sử dụng công nghệ truyền âm thanh qua xương để đọc to chữ hoặc những đối tượng mà người sử dụng hướng tới. Hệ thống được thiết kế để vừa nhận biết và đọc văn bản tự nhiên, một thuật ngữ để chỉ các tin trên báo cũng như số tuyến xe buýt và những thứ khác, đa dạng như địa điểm, đèn giao thông và nhận dạng khuôn mặt bạn bè. Hiện nay, hệ thống này có thể nhận dạng văn bản tiếng Anh và đầu tuần này sẽ được ra mắt thị trường thông qua hệ thống website của công ty với giá 2.500 đô la Mỹ, tương đương với giá của một máy trợ thính. Cho đến nay, đây là sản phẩm duy nhất của một công ty tư nhân là một phần của sự bùng nổ công nghệ cao tại Israel. Ockham được sáng lập vài năm trước đây bởi Anom Sasur, một nhà nghiên cứu nổi tiếng và là giáo sư công nghệ thông tin tại Đại học Hebrew sản phẩm mới này được xây dựng dựa trên các thuật toán thị giác do ông và đồng nghiệp của mình cùng những học sinh tiến hành điều đáng chú ý là thiết bị này học từ chính người sử dụng để nhận diện một sản phẩm mới nhờ vào sức mạnh xử lý công nghệ thông tin nhanh chóng mà giờ đây công nghệ này có thể được mang theo bất cứ nơi đâu một cách gọn nhẹ đồng thời là kết quả của hệ thống thuật toán thị giác do các nhà khoa học xây dựng ở mức độ công nghệ rộng hơn, hệ thống OrCam đại diện cho một loạt các tiến bộ mới nhanh chóng được sản sinh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các hệ thống thị giác cho sản xuất cũng như phương tiện vận tải. Quý vị và các bạn thân mến, sau kỳ nghỉ Tết, chúng ta đã quay trở lại và hòa nhịp với quần quay công việc thường ngày và trong những chuyến xe đổ về các thành phố lớn có những người không may mắn được nhìn thấy ánh sáng cũng đang hối hả trở lại với nhịp sống mưu sinh và ước vọng cho một năm mới an lành gặp nhiều may mắn trong công việc tẩm quất massage là nghề thu hút đông đảo người khiếm thị tham gia vì nó không chỉ phù hợp với người khiếm thị mà còn là việc làm có thu nhập tốt những nhân viên làm việc tại một cơ sở tẩm quất trên đường hồng hà quận ba đình cũng đã hối hả đến làm việc nhân dịp đầu xuân ất mùi và ngay bây giờ Mời quý vị cùng đến với ghi chép của cộng tác viên Anh Thu về những chia sẻ của người khiếm thị tại cơ sở này nhân ngày làm việc đầu năm. Bữa cơm trưa của anh chị em làm nghề tẩm quất trên đường Hồng Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, rộn vàng tiếng cười đùa. Dư âm của ngày Tết vẫn còn đâu đây? Đó là địa bánh trưng xanh đặt giữa bàn ăn, xen lẫn tiếng bát đũa là những câu chuyện vui về ngày Tết ở quê nhà của các thành viên. Bữa ăn liên tục bị cắt ngang bởi những vị khách vào ra và khách nào đến cũng không quên gửi lời chúc tới các thành viên cơ sở này. Chúc nhau một năm mới dồi dào sức khỏe, một năm mới với những may mắn và thành công khiến ai cũng hân hoan và vui mừng. Có lẽ vì vậy mà những mệt mỏi sau chuyến xe đường xa đối với chị Nguyễn Thị Hưng ở Thanh Hóa cũng vơi bớt phần nào. Tôi lên từ hôm mùng 6, tối tôi mới sang bên này tôi làm được. Vì đi đường xa rồi mà tôi hay xe xe, mệt thì mệt nhưng mà vẫn vui. Sau nghỉ Tết dài thì mình đi làm thì đương nhiên là đi lại thì nó cũng hơi vất một tí. Nhưng mà quay lại đi làm việc thì nó vui hơn ở nhà cơ sở tẩm quất chỉ gần chục người nhưng mỗi người mỗi quê họ cùng tụ tập về đây làm việc và sinh hoạt như trong một gia đình nhỏ anh chị em đều là những người khiếm thị người này tự vào người kia giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hàng ngày vậy nên sau kỳ nghỉ tết hành trang mang theo trong túi đồ của mỗi người là những phần quà được gia đình gói ghém cẩn thận để khi về hà nội làm việc mọi người cùng chia sẻ mời nhau thưởng thức món quà quê có người thì cầm lên bánh trưng để như ở quê em thì có bánh cái em cầm bánh cái lên mọi người mời nhau ăn à, nhà tôi chuẩn bị cho một vài chai bia với mấy cái bánh trưng chai bia này nên là cho chồng giải khát lúc mệt mỏi làm giải khát sau cho anh em vui vẻ hả? hôm đi thì mẹ với các em chuẩn bị có một ít bánh khảo xuống cho các bác anh chị gọi là thưởng thức của cái món quà quê mình tự làm cái nhà lá vườn ấy Tất nhiên là không thể thiếu những câu đùa tiếu táo, những cái xui xẻo đầu năm cũng được kể với giọng hài hước. Vì mỗi người mỗi quê nên câu chuyện Tết quê mình luôn là đề tài bất tận để anh chị em kể cho nhau nghe. Có khi đến tận khuya, không khí vui vẻ đầu năm cũng khiến họ vơi đi nỗi nhớ nhà. Em Lương Quang Hùng quê ở Thái Bình chia sẻ. Mặc dù là em đi xa nhà 7-8 năm rồi, thế nhưng mà bây giờ lớn rồi đi làm mỗi một khi mà mẹ hay là bố mà lai ra bến xe ấy, Mỗi khi bước lên xe là vẫn cảm thấy nó bịn dịn, nhớ nhà. Cảm thấy là mình kiểu là không thể thích nghi được với công việc ngay ấy, bởi vì nhớ nhà quá. Thế nhưng mà lên rồi, tinh thần đoàn kết tập thể anh em trên này, có những cái tiếng cười mà xua đi cái nỗi nhớ nhà ấy, em nghĩ là bản thân ai cũng vậy. Năm nay Hùng bước sang tuổi 25, cũng như bao người khác, nằm mới với bao hy vọng mới. Chàng trai khiếm thị, chịu thương chịu khó, quê hương 5 tấn, cũng bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hùng ngượng nghịu khi nói về bạn gái là người cùng làm ở đây. Mối tình của đứa bạn trẻ luôn được các anh chị em ở đây vùn đắp nên Hùng cũng tự tin hơn khi nói về tương lai. Em làm ở đây thì có những người có vợ rồi và có những người là chưa. Bởi vì là em nhìn vào những cái tấm gương của các anh ấy. Ví dụ như là ở đây có một anh đợt trước chưa lấy vợ, làm không chất bóp được mấy, không tiết kiệm được mấy. Thế nhưng mà đến khi lấy vợ vào thì rất là ngoan. Mà em cũng hình dung được những cái khó khăn đấy. Và để dành cho ai, để dành cho vợ, cho con và để dành cho gia đình của mình. Thế nên là cả hai người chịu khó làm ăn và nuôi dạy con cái thì em nghĩ là khó khăn thì cũng có thể vượt qua được. Giờ Tết, thời tiết nắng ấm, khách đến tầm quất cũng đông hơn, có lẽ đó là điều vui nhất với anh chị em khiếm thị. Anh Nguyễn Mạnh Quân, quê ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay ngày đầu tiên đi làm anh đã có 11 khách, đó là con số lớn nhất trong ngày đầu năm mới mà anh làm được từ trước đến nay. Khởi đầu năm mới là mình cảm thấy công việc nó trôi chảy và cảm thấy cũng có một cái gì vui, thuận cho cả một năm. Chỉ mong muốn sao là cơ sở mình một ngày mà phát triển và một ngày mà đông khách để anh em kiếm được đồng tiền và về trang trải ra cuộc sống gia đình. Đấy là cái mong mỏi nhất. Đối với những người khiếm thị làm nghề tầm quất, có lẽ không gì vui hơn. Đó là sự yêu mến của hành khách. Luôn mặc biểu với công việc đầu năm là một tín hiệu vui khởi đầu cho một năm mới để những người khiếm thị không chỉ làm việc mà họ còn được giao lưu với cộng đồng và khẳng định mình trong xã hội. Quý giả thân mến, trong chuyên mục Sẻ chia yêu thương ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về gia cảnh của anh Lô Văn Tân, hội viên hội người mù huyện miền núi Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An qua bài viết của tác giả Thương Hoài. Cô ơi, cháu sợ mẹ cháu sẽ chết. Lời nói nghẹn ngào của một cháu bé 8 tuổi khiến trong lòng chúng tôi cảm thấy chịu nặng và xót xa vô cùng. Cứ đều đặn ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hình ảnh người cha mù lòa khắc khổ tay vịn vào vai đứa con trai 8 tuổi, gầy gò, ốm yếu, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để bán từng bó đũa, từng gói tăm cùng với tiếng giao mời nghe xé lòng. Các bác ơi, mua giúp hàng cho cháu với. Bố cháu thì bị mù, mẹ cháu thì bị ốm nặng, đang nằm điều trị ở bệnh viện. Đã trở nên quen thuộc với mọi người dân của huyện miền núi Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vì cuộc sống quá chật vật, anh Lô Văn Tân phải cố gắng nuốt những giọt lệ cay đắng vào trong, để cho đứa con trai phải lăn lộn giữa chợ đời, hy vọng kiếm thêm đồng giai đồng vào, góp phần chi tiêu trong gia đình và thuốc thang cho vợ. Kể về cuộc đời của mình, anh Tân nói trong nghẹn ngào, khi lên 2 tuổi, tôi và anh trai bị mù hoàn toàn sau một trận dịch đau mắt đỏ. Đến tuổi trưởng thành, tôi lập gia đình và sau 7 năm chạy chữa thuốc thang khắp nơi, vợ chồng tôi mới sinh được cháu Ánh đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Nói đến đây, gương mặt khắc khổ của anh thoáng hiện một nụ cười, nhưng vẫn không giấu được nét buồn bã. trong anh lớn lên trong sự tảo tần của người mẹ, sự vất vả khó nhọc của người cha, sau những chuyến đi dài biển biệt từ Bắc vào Nam để bán tăm, bán đũa. Mặc dù cuộc sống không dư giả, nhưng trong ngôi nhà của anh chị luôn đầy áp tiếng cười và niềm hạnh phúc bình dị. Nhưng rồi, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ gần như tắt lịm khi mẹ lâm bệnh nặng mọi gánh nặng dồn hết lên vai người cha mù lòa cái cảnh chồng mỏ mẫm chăm vợ nằm liệt giường ở bệnh viện đã khiến cho bao người phải xót xa sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của người nhà bệnh nhân cũng như bà con hàng xóm đã giúp anh chị có những bữa cơm đạm bạc qua ngày trong thời gian nằm điều trị chị nguyễn thị thanh vợ anh lô văn tân hiện đang bị bệnh tiểu đường và suy thận giai đoạn cuối công việc tiết thị của anh phải dừng lại khi chị Thanh bị tiểu đường biến chứng, khiến tinh thần hoảng loạn, nhiều khi không ý thức được hành động của mình. Mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào mức thu nhập ít ỏi từ chế độ bảo trợ và tiền lời từ việc bán tăm của cháu Lô Đức Ánh trong những ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Khó khăn càng thêm chồng chất khi bệnh tình của chị Thanh càng trở nên trầm trọng và chuyển qua giai đoạn chạy thận nhân tạo. Anh Tân phải đành lòng đưa vợ về quê, chạy chữa bằng thuốc nam để cầm cự, chứ không có đủ kiện cho chị ở lại bệnh viện để chạy thận. Trước những khó khăn của gia đình anh Lô Văn Tân, hội người mù Tân Kỳ đã động viên thăm hỏi và hỗ trợ một phần vật chất nhỏ, nhưng không thể giúp anh chị vượt qua nỗi khó khăn quá lớn. Vậy chúng tôi rất mong muốn những tấm lòng hảo tâm hãy mở rộng tấm lòng, giúp đỡ cho gia đình anh Tân về vật chất và tinh thần để giúp anh chị chống chọi được với căn bệnh hiểm nghèo của chị, để cháu Lô Đức Ánh yên tâm học hành và có được những ngày thứ bảy chủ nhật đúng nghĩa như các bạn cùng trang lứa và trên gương mặt non nớt không còn những nét ưu tư. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Lô Văn Tân, xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại 0164 826 1655 hoặc Hội Người Mù, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Địa chỉ khối 9, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 038 388 2333. Số tài khoản: 3610 201 000 135 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp quý báu của các thính giả. Thư và bài viết, quý vị và các bạn có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ. Chương trình Niềm tin ánh sáng, kênh Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 10 số 58, Quán sứ Hà Nội, hoặc thư điện tử, niềm tin ánh sáng, a.gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.